Liên tiếp cho các bác một em bình xưa. Bình xưa cũng được mà các bác gọi bình xưa hay bình cổ cũng được. Cái bình này thì các bác nào đam mê nhé, biết về em nó thì alo cho em Tuấn. Em Tuấn sẽ quay. À, bác nhìn này, cái nước bình xưa bác nhìn này, kỹ về trong này, nó dạng chìm nhé, nó dạng chìm bình xưa như này. Đấy, bác nhìn chưa? Nước men bác nhìn thấy chưa? Đấy. Quay hẳn gần vào thì các bác sẽ nhìn được cái nước men này. Đấy. Còn quay xa ra như này thì các bác sẽ không nhìn được cái nước men. Đây là những chiếc bình ngày xưa đấy, bình xưa, bình cổ. À, nó có chiều cao thế nào? Nó tầm khoảng độ 46. Nó tầm khoảng 46. Đấy. Đây, nó tầm khoảng 46 cm. Đây là những cái họa tiết hoa văn ngày xưa. Vẽ hay họa tiết từ ngày xưa luôn, chứ không phải bây giờ. Bây giờ bác mua một cái bình như thế này, hàng mới bây giờ nó tiền triệu, làm sao được giá trị như cái bình xưa này được. Đây là những dòng bình cổ, bình xưa. Nó có giá trị theo năm tháng các bạn. Chỉ người chơi mới hiểu được thôi. À, để cho bác 990 ngàn. 990 ngàn chiếc bình này. Có duy nhất một chiếc quá nhá. Có duy nhất một chiếc, không có nhiều. Chỉ có bác nào đam mê đồ xưa, đồ cổ thì bác mới biết giá trị của nó. Ở tay em Tuấn thì nó chỉ có mấy trăm nghìn, nhưng ở tay các bác đồ xưa, đồ cổ thì nó sẽ lên hàng vài triệu luôn. Đấy. Đây em quay nước men cho bác nhìn nhé. Men dạng đây. Còn bình này sản xuất ở thời nào hay như nào thì em Tuấn cũng bó tay. Bó tay. Bác hỏi thời nào. Cái đường kính này này, từ bên này sang bên này, nó tầm khoảng 22 đến 23. Có khi gần 25. Có cái đường kính miệng này này, nó tầm khoảng độ 18. Đấy. Ở trên mép bình thì có một cái điểm xước đây một chút này, hơi xước một tí, chấm một tí. Đây chấm một tí này. Đấy, đây có một cái đường chấm tí. Nhưng không sao, vì cái bình này nó rất là dày, cực kỳ là dày luôn. Đấy là ở bên mép trong thôi, ở ngoài thì không có gì. Đấy, ở ngoài không có gì luôn. 990 ngàn. Chỉ có bác nào, những bác nào chơi đồ xưa đây, đây em quay ra phía sáng, em quay một vòng cho bác nhìn cho nó kỹ luôn. Bác nào chơi những dòng này thì bác sẽ biết, hiểu cái giá trị của em nó. Đây là những hoa văn này, nó như kiểu giả, đằng đá, giả đá đấy. Ngày xưa thì họ vẽ nó sẽ không được tinh xảo như bây giờ. Những nước vẽ của ngày xưa, thời xưa. Đó. Quay hết các góc cạnh cho bác nhìn chi tiết luôn. Đây, dưới đáy đấy ạ. Có duy nhất một chiếc bác nhé. Một chiếc, duy nhất một chiếc, không có nhiều. Đây chiều cao găng tay của em này, một găng này, nó hơn, nó tầm khoảng 23, chiều cao nó tầm khoảng độ 45, 46 đấy. Không phải, nó phải báo như thế để các bác nắm được, chứ không quay lên máy điện thoại này thì nó không thể biết được kích thước. Nếu mà đặt chế độ phóng zoom to thì cảm giác nó còn to như cái nhà luôn, nhưng mà không làm thấy được. Mình phải nói cái kích thước chính xác. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Chào bác. Clip này em Tuấn lên giới thiệu cho bác một em máy tính kiêm cả iPad. Con này thì em đang dùng rồi. Con này em đang dùng, nó rất tiện là di chuyển, đi lại làm việc, rồi là dùng in các ứng dụng, rồi là làm giải trí. Ngoài ra thì có thể in những cái đơn hàng ấy. Con máy này rất là mỏng. Bên em chỉ cần gập này thôi, đi xin ô tô nó lại thành một con iPad. Đấy. Nó vừa máy tính vừa kiêm iPad được ạ. Con Nick. À, đây là con neck được thiết kế rất là mỏng và gọn, hàng đến từ Nhật Bản các bạn. Neck này. À, có khóa ba vân tay. Bác nào đang đặt hàng đợi em chút nhé. Em đang quay bài đã, giờ chưa nghe được. Đấy. Thì cảm biến vân tay này. Hàng neck này. À, tất cả bên này con này đang chip Core i5
chút em sẽ báo vào cái giá và cấu hình chi tiết luôn. Đây cấu hình chi tiết luôn. Đây hàng Japan bác nhé, hàng Japan. Nhiều các bác thì bây giờ cứ nhìn thấy cứ hoa mắt thôi, cứ nhìn thấy mắt máy thì cứ cảm giác như thấy ui dồi ôi vuốt mới tinh nhỉ, đẹp nhỉ, hộp xốp nhỉ. Không bằng được nó đâu bác ạ. Nhiều con bây giờ hàng lắp ráp nhiều quá. Đây này, nó chỉ cần cậy cái này ra này, nhấc cái ra là cái thanh này nó rời khỏi đây, là nó làm cái giá tựa cho bác luôn. Đấy, gặp lại. Chưa? Yeah. Ngoài làm giá tựa ra thì các bác có thể đây. Giá tựa như em Tuấn vừa nói nhá, này, đây là giá tựa này. Thì các bác có thể dựng cái điện máy lên vào cái bàn phím như này, nó lật ra như này. Đấy thì nó thành một cái máy rồi, máy trọn vẹn đấy. Khi bác lật lên thì máy nó tự màn hình sáng luôn. Được chưa? Thì đấy, là chính cái giá này nó tựa luôn, còn không thì bác thấy iPad nó vào đây. Còn ngoài ra bác có thể nhấc nhấc rời hẳn ra thì nó thành một cái kiêm máy tính kiêm iPad luôn. Rồi đấy được. Bác có thể xoay màn hình thì nó sẽ tự xoay. Hoặc là nó bác sẽ dùng theo con tablet ở bên này. Nó cập nhật cho bác ứng dụng đây. Đấy. Là chế độ sáng hay tắt on off đây. Là chế độ màu đây, ở đây hết. Chế Bluetooth có. Đặc biệt là những dòng này thì các bác có thích luôn Bluetooth để nghe nhạc này, báo pin này, hỗ trợ này. Nói chung nó nhiều chức năng lắm bác ạ, dùng thoải mái, bàn phím ảo này. Đây. Đấy. Đây vừa mình chọn nhá, nó có chế độ chọn màu trên này bác nhá. Màu dịu này bác nhìn thấy chưa? Đấy, em chuyển màu dịu này, muốn màu ấm lên này. Nên ấm lên chưa? Bác nhìn bác để ý góc này nhá. Này. Đó, màu dịu ấm thì các bác chúng nó nhiều chức năng. Bác có thể dùng bằng tay này khi không cần bàn phím được. Đấy. Chưa? Con này là bộ nhớ là 200 bộ nhớ là thế nào? 128 GB. Thoải mái dùng rồi bác. Đây em chia sẵn hai ổ rồi. Cái này máy này em đang dùng. Còn con này cấu hình của nó đây. Cấu hình em đọc luôn cho bác này. À, con này cấu hình là chip Intel Core i5 7i54CU, nó RAM 4GB. Chưa? Chạy bản Win 10 Pro, giá 3.999.000. Đấy, con này thì em dùng, còn bác nào lấy thì em vẫn còn trong phòng làm việc cái phần nhiều. Bác có giải trí thoải mái nhé. Giải trí như con này thì nó đáp ứng cho các bác cái yếu tố giải trí thì tốc độ con này thì quá nhanh rồi. À, với tầm này thì quá nhanh. YouTube này. YouTube này, Enter này. Đấy, vào trang này. Nó sẽ nhảy vào cho bác nhanh lắm. Còn ví dụ như cái máy nó xử lý rất là nhanh như này. Mà bác lại thấy nó lót vào mạng nó chậm như này thì nó lại liên quan đến cả nhà mạng nữa nhé. Máy nó ra đến đây rồi nó rất là nhanh rồi nhưng nhà mạng nó lại chậm. Đúng chưa? Nhạc này. Đấy. Thấy chưa? Còn muốn nhanh cái này muốn nhanh nữa thì nó lại liên quan nhà mạng. Đấy. Chứ được không thể đổi cho máy được. Bác thông cảm nhé, em sẽ không mở mạng được, mạng nó lại liên quan bản quyền mệt người lắm bác ạ. Đau đầu lắm. Nhà không lời đi, không lời. Em chỉ sợ nó liên quan bản quyền cái thì nó lại khóa đấy, bác nhìn đâu. Tốc độ nó quá nhanh, có thể dùng tay cảm ứng hoặc là dùng bàn phím chuột tùy các bác. Đấy. Ở về phía dưới này thì các cáp kết nối thì giới thiệu hết rồi, các kết nối tổng này. Rồi các khe này để hỗ trợ thêm thẻ nhớ, rồi là cổng kết nối trung tâm. Đây, khe thẻ nhớ SD đây. Cắm thêm cả khe cắm thẻ nhớ SD vào đây nữa. Cắm cả thẻ nhớ SD vào đây nữa. Rồi bên này nữa bác. Ở bên sườn phải, các bác có thể cắm thẻ nhớ vào đây 512MB hoặc 1T cũng có, cắm vào đây cho em. Quá ok chưa ạ? Nào, sang đến bên đây nữa. Bên đây lại tiếp tục này. À, đây là cổng sạc pin. Đây là cổng sạc pin Type-C. Cổng sạc pin Type-C bác nhé. Tiếp tục bên sườn này này, họ thiết kế nó rất là kín, nó gọn mà nhìn này. À, cổng jack cắm 3.5, cổng kết nối dữ liệu, hai cổng USB tốc độ cao 3.0. Đấy. À, tiếp tục trên đỉnh này thì là gồm có nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng. Bên sườn này là khóa, khóa để ví dụ như là bác để máy ở ngoài bác dùng cái móc khóa ở đây. Tránh trộm các. Bên này cũng có một cái khay cáp, cái cáp ảo để đây này. Bác nào thích muốn kết nó có nghĩa là thích để lắp thêm thiết bị gì đấy thì bắt buộc mình cậy này ra, không thuộc loa này, loa hai bên, loa sang hai bên bác. 3.999.000 này chắc chắn là bác ít kiếm được con màn này là gần 13 inch ấy, mình gần 13 inch quá hợp lý rồi cho bác, gần 13 inch
Đây nhá, bây giờ em kết nối bàn phím vào cho bác nhé. Này, chỉ cần thả đúng chuẩn nó tự vào luôn bác. Đấy, nó tự nhận nhau luôn. Đấy, và dựa đây. Tí đổ rơi máy quay. Chưa bác? Bác có thể là to này. À, sáng tối bác có thể chỉnh tại đây được đây. Chỉnh sáng tối bàn phím đi. FN hoặc sáng tối đây. Trên này luôn. Đấy. Họ hướng dẫn hết ở trên này luôn ạ. Ok chưa? Đấy. Nói chung là dòng máy của Nhật thì báo cáo các bác là không có gì để chê cả. Còn bác nào muốn ham máy đẹp hơn, rẻ hơn hay là giá ngang đấy thì bác lấy hàng kia thôi. Em Tuấn bán thì em báo giá đây. Rõ rồi. 3.999.000. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé. Và đặc biệt là nó màu vàng gold này, quá sang rồi. Được không?